Xin chào các em. Buổi học lập trình Android buổi thứ ba chúng ta đã làm quen về Intent trong Android. Thì Intent trong Android có nghĩa là nó sẽ sử dụng giúp cho chúng ta có thể truyền được dữ liệu từ một cái activity này sang một cái activity khác. Cụ thể thì tôi sẽ demo cho các bạn xem thử rồi nó truyền như thế nào ha. Ví dụ như tôi có một cái layout ha, cái này gọi là một activity đi. Thì nó sẽ làm như sau. Bây giờ tôi thấy người ta sẽ có một cái thông tin như là username password hoặc là account password gì đó, người ta nhập vào đây, gõ số password là 1 2 3 4 5 6 chẳng hạn. Sau đó người ta nhấn submit thì thay vì nó xử lý trực tiếp trên cái form này, tất cả dữ liệu chúng ta nhập là account password, thay vì chúng ta xử lý dữ liệu trực tiếp trên cái activity này thì nó sẽ gửi cho chúng ta qua một activity khác đây đó, qua một activity khác như thế này. Và nó hiện thông tin lên như thế này. Ở đây chúng ta chưa có tính toán gì hết á, chúng ta mới chỉ là gửi và nhận thôi, sau đó hiển thị lên thôi chứ chưa có tính toán gì cả. Đó là cái intent cho nó làm việc như vậy. Chúng ta có thể back lại đó là như thế này. Chúng ta gõ số khác vô thì nó sẽ đổi 6 rồi 7 8 9 này đó. Thì đó là cái intent mà các bạn được được học trong cái buổi thứ ba trong lập trình Android. Thì bây giờ tôi sẽ view lại cái code một xíu thôi, và ngày hôm nay tôi sẽ kế thừa hai bài, bài math basic math K20 á, cái bài mà chúng ta làm các phép toán cộng trừ nhân chia á. Đây, cái phép toán cộng trừ nhân chia như thế này. Và chúng ta sẽ kết hợp với cái intent đó thì chúng ta ra một cái bài tập mới. Đây, cái bài bài tập này tôi view lại ha. Cái bài tập này là trong buổi 1, buổi 2. Buổi 1 là chúng ta làm quen thôi, chúng ta làm quen chỉ có một phép toán cộng thôi. Những cái buổi thứ hai thì chúng ta được nâng cao hơn, chúng ta thao tác trên bốn phép toán luôn, chúng ta xử lý trên bốn phép toán. Và cái buổi thứ ba thì chúng ta được làm quen với intent như thế này. Tôi view cho bạn xem ha. Thì cái layout cái intent chúng ta có cái hai cái layout, layout của main và layout của sub. Đó, đây là layout của main. Chúng ta layout main thì chúng ta mới 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 nhìn thấy rồi đúng không, chúng ta chạy thử rồi. Đó, còn layout của sub á thì như thế này, nó hiển thị lên đây, nó chỉ nha thôi. Thì chúng ta đã làm quen ở buổi thứ ba rồi. Thì tôi chỉ view lại cái buổi thứ ba một xíu, đó là cái phần là truyền và gửi dữ liệu ha. Chúng ta gửi dữ liệu đi thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng làm cái intent. Đây, trong main chúng ta sử dụng một intent, chúng ta khai báo một cái intent như thế này. New một cái intent, ta gửi từ cái activity main sang activity sub. Ở đây activity chúng ta sẽ class thôi, ở cái file ở Java. Rồi chúng ta sẽ phải, ở đây là những cái thông tin chúng ta khai báo thôi, những hằng số chúng ta khai báo chúng ta sử dụng thôi. Rồi nếu mà chúng ta không thích dùng mấy khai báo này, chúng ta dùng trực tiếp đây cũng được luôn, còn chúng ta khai báo thì nó chuyên nghiệp hơn. Rồi ở đây gửi đi thì có hai cái gửi ha. Cái gửi thứ nhất là chúng ta dùng intent nhưng mà chúng ta gửi bằng bằng SHA. Rồi chúng ta gửi dữ liệu gì riêng lẻ, tức là dữ liệu chúng ta có những dữ liệu gì chúng ta gửi riêng từng phần như vậy. Còn cái dạng thứ hai là chúng ta sử dụng cái bundle. Bên đầu chúng ta gửi đi thì chúng ta đóng gói lại một 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 kiện hàng mà chúng ta gửi. Thì cái dạng này thì cũng rất là hay. Tôi sẽ trong bài tiếp theo này á, trong bài buổi thứ ba á, thì tôi sẽ demo cả hai cái này, cách một và cách hai. Nhưng mà trong cái clip ngày hôm nay tôi hướng dẫn các bạn á, thì tôi sẽ làm cách thứ hai là tôi sẽ gửi dữ liệu qua, mà tôi dùng cái bundle để tôi gửi dữ liệu qua từ cái form, từ activity main sang activity sub. Và tất nhiên là chúng ta gửi gửi bằng cái gì thì chúng ta nhận bằng đó. Nếu mà chúng ta gửi bằng SHA thì chúng ta sẽ nhận bằng SHA trên đây. Đây là nhận bằng SHA đây. Tất nhiên chúng ta vẫn khai báo intent như thế này, nhưng mà chỉ khác nhau cái phần mà nhận gửi SHA hay nhận SHA. Còn nếu mà chúng ta gửi bằng bundle như thế này đó, thì chúng ta sẽ nhận bằng bằng bundle như thế này. Thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ làm bước như vậy. Còn giờ chúng ta sẽ view lại một xíu cái bài
Maximus thì chúng ta hình dung lại cái bài bài Maximus ở buổi 1, buổi 2 ha. Thì nó chỉ là những phép toán cộng trừ nhân chia thôi. Nhưng mà thay vì cái phép toán cộng trừ nhân chia này á, thì chúng ta tính toán trực tiếp trên cái activity PT này luôn. Thì bây giờ ý tưởng của tôi là tôi sẽ không tính toán trực tiếp trên cái activity này, mà tôi sẽ gửi các cái số A số B này. Số A số B này. Rồi sau đó thay vì nó tính trực tiếp vào đây thì nó gửi qua một cái sub activity nó tính cho chúng ta. Tất nhiên mà chúng ta phải gửi được cho nó từ cái số gửi đến số A này, gửi số B này, gửi được cái phép toán đi này, gửi đến chúng ta phải gửi đi ba cái ba ba dữ liệu chúng ta gửi qua từ main qua sub để nó tính toán. Thay vì chúng ta tính trực tiếp trên đây thì nó sẽ tính ở trong cái form sub của chúng ta. Đó, thì chúng ta biết được cái instance này thì chúng ta áp dụng rất là nhiều. Hầu như chúng ta xử lý trên form, chúng ta hay xử lý các bạn lập trình trên WinForm thì chúng ta thường xử lý như vậy đó. Và lập trình web như vậy đó, chúng ta đều thiết kế ở một cái trang, chúng ta sử gửi dữ liệu từ trang này qua trang khác cũng được không? Đúng không? Thì cho đây là chúng ta sẽ gửi dữ liệu từ một cái activity ha. Cho Android thì nó gọi là activity, từ activity main qua activity sub. Giờ thay vì tính toán trực tiếp thì chúng ta sẽ gửi qua cái sub activity chúng ta tính toán. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Bắt đầu thì chúng ta sẽ các bài này chúng ta sẽ new một cái project mới đi ha, new project mới. Bây giờ được. Chứ còn cái buổi Basic Math K20 này tôi đã nâng cấp 2 lần rồi. Cái đầu tiên là nó chưa, mà đầu tiên nó chỉ mặc định một phép tính cộng thôi. Và sau đó cái buổi thứ hai tôi nâng cấp lên là bốn phép tính. Bây giờ mà tôi chèn thêm cái intern vô đây luôn thì nó hơi rối ha. Tôi sẽ tạo ra một cái new project. New project thì tôi đặt tên cho nó là basic, basic tất cả bài của tôi đặt basic hết ha. Intern K20 ha, cho nó khỏi đụng. Tại vì tôi dạy nhất nhiều quá thì nó sẽ đụng. Rồi cái domain thì nó nhớ được thôi ha. Còn cái hướng dẫn thì tôi lưu trong cái ổ đĩa D. Trước đó lưu trong cái mục project 2017 nó rất là dài, tôi lưu đây cho nó ngắn. Ok ha. Rồi bác sĩ lần K20 ha. Ok, next. Rồi chúng ta chọn cái bản thấp nhất min đó là Android 5. Next. Rồi mặc định chúng ta để empty activity ha. Next. Qua cái bài này cái phần mà thiết kế các layout và tính toán này thì tôi sẽ copy và dán cho nó nhanh chứ không có làm lại từ đầu ha. Tại vì các bạn muốn xem các cái bước làm chi tiết thì các bạn xem lại ở các cái clip 1, clip 2, clip 3 nha. Còn bây giờ đây tôi đang làm chủ yếu là cái phần xử lý cái phần instant á, gửi từ cái form sub comment qua form sub cái activity main qua activity sub. Cho nên tôi không có đặt nặng về vấn đề code đó. Chúng ta new thử coi, chúng ta phải chỉnh lại thường là chúng ta chỉnh cái module app vì nó sẽ lấy phiên bản combine nó hơi cao, chúng ta lấy 26 thôi. 26 thì thấp min 21 đúng rồi, 26 rồi. Và đây chúng ta chọn 26 cộng chỉ như đó đó. Đây này, nó tương ứng cho đây là tôi view lại cái này một xíu Android này, SDK này. Này, nó các bạn 26 là tương ứng với Android đây này. Đây, luôn này. Bây giờ tôi đang đang build combine bằng cái bản này này. Hoặc là combine bằng bản 23 cũng được. Tôi đang bài combine bằng bản này. Đó thì nó sẽ hết bị lỗi ha, try again. Đầu tiên bạn phải chỉnh cho tôi được cái này trước cho nó ok đã rồi các bạn. Còn nếu mà bạn nào cho ăn nữa thì có thể run luôn nó ra được cái hello world đó thì ok ha. Test trước như vậy cho chắc ăn chứ đừng có tham quá, đừng có vội vàng quá. Bạn vội vàng quá là nó bị lỗi chúng ta không biết thì chúng ta chỉnh nó. Đây là class nha, class bắt đầu từ đây này, đến đây nha. Đây là thể đặt nhà mở class, trong class. Và đây là một cái xử lý hàm main ha, giống như là một cái thủ tục main void main bình thường trong các cái lập trình C bình thường thôi.
ta viết code trong main hết đây. Còn nếu mà các bạn có thể chia ra các cái phương thức khác thì chúng ta đi viết ở ngoài, phương thức khác viết ở ngoài, còn các cái phương thức mà của nó thì viết trong đây. Thì hết bị lỗi rồi ha, hết bị lỗi rồi. Chúng ta lập trình thì chúng ta sẽ copy path này, copy path cho nó nhanh. Thì tôi sẽ copy path cái gì nào? Tôi sẽ bê nguyên cái K20 này này. Các bạn cũng xem luôn ha, các bạn xem để các bạn biết làm luôn. Về cái layout á, thì tôi sẽ copy ra hết ha, copy hết thì tôi sửa lại chỗ này. Bữa cái clip trước tôi nói là khác nhau này. Passive intent K20 layout đây ha, layout đây. Chuyện A, chuyện B cái mà nhớ là sửa lại cho tôi cái này, cái này nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Cái này nó sẽ là passive intent K20. Đó, nó sẽ ok thôi. Rồi, logo mấy cả cái app title này thì là không mấy khai báo trong đây mình chưa có này. Đây là string này. Logo mình chưa có copy qua này. Đây là 20 đúng không? Đó. Đang làm lại đấy thì các bạn có muốn copy thì bạn có học theo ở copy. Còn ngoài cách ra thì bạn có thể rename project bạn làm lại cũng được. Không nhất thiết phải làm này, nhưng mà tôi đang làm này để cho các bạn biết cách bạn làm luôn. Còn chúng ta có thể rename project là xong. Xong rồi chúng ta copy dán ra, rename lại project là xong. Không vấn đề gì đâu nha. Rồi, tiếp theo là cái value. Đây, chúng ta copy qua đây. Đây, ta xử lý cái phần này thôi. Còn hết lỗi rồi hả? Hết lỗi rồi. Đó là main xong ha. Bây giờ đến là cái phần code cái này. Code cũng vậy thôi. Các bạn cũng có thể copy hết luôn cũng được. Cần cho A, cần C, dán vào đây. Nhưng mà nhớ dán xong á, thì đổi lại cho tôi cái trên cùng ha, trên cùng cái packet này. Đây, cái packet đó là match the intent K20. Đây này, nó đúng đường dẫn đây này các bạn. Đó, đường dẫn này, thì nó mới chạy ok chứ, không thua đâu, không thì báo lỗi ngay. Rồi, xóa này đi ha. Bây giờ thì chúng ta chạy thử cái này trước ha, coi nó ok chưa, rồi chúng ta bắt đầu chúng ta xử lý. Thì cái phần này là bước trước là chúng ta xử lý trực tiếp đúng không? Xử lý trực tiếp đây, nó in kết quả ra. Bây giờ chúng ta không làm cái này nữa, mà chúng ta sẽ gửi ha. Phần này chúng ta sẽ note lại và chúng ta sẽ gửi qua. Mình coi cái này là comment ha, cái này là main. Chúng ta sẽ gửi qua một cái sub activity, xong cái sub nó sẽ tính toán cái phần này. Ở phần này thì không có vấn đề gì ha, tại vì chúng ta cũng xử lý sự kiện thôi. Chúng ta có nhiều nút nhấn thì chúng ta xử lý một cách này thì cho nó gọn gàng cái code hơn ha, thì dùng switch đây. Chúng ta run thử cái này ha, coi như cái K20 này chúng ta là coi hết nhiệm vụ chưa? Hết nhiệm vụ rồi đúng không? Chúng ta copy code qua đủ rồi đó. Chúng ta đóng lại ha. Và bây giờ chúng ta sẽ run thử cái basic intent K20 này. Rồi chúng ta run ok rồi thì chúng ta sẽ thêm xử lý cái phần intern là xong. Mình kết hợp hai bài nhé, kết hợp cái bài basic math và basic intern hai cái bài lại. Nó build lần đầu nó hơi chậm xíu. Cái phần này là tôi chủ yếu làm cái phần xử lý intent nhé. Còn cái phần lập trình đây á, thì các bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ chi tiết thì các bạn mở lại cái clip số 1, số 2 á. Clip đầu tiên là clip demo rồi, clip là hướng giới thiệu thôi. Clip số 1, số 2. Rồi clip số số 4, số 5 gì đó. Các bạn xem trên cái playlist của tôi á, trên trang Hải 5 tích.
Vô YouTube bạn gõ chữ Hải Nam Tech, bạn search ở tìm thấy ngay thôi. Đó, như vậy thử ha. 1, 2, 3. 1, 2. Đó, mang tính cả cộng ha. Rồi chữ. Rồi nhân. Và chia. Thì cái này nó đang là chính tính trực tiếp ha. Trước nó là basic math K20, bây giờ mình gọi là basic intern K20. Mà bây giờ chúng ta sẽ không tính trực tiếp như đây nữa, mà chúng ta sẽ đẩy qua một cái sub activity. Thì làm được cái này chúng ta sẽ phải thêm một cái sub activity ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải tạo và tạo thêm ha, tạo thêm một cái đầu tiên chúng ta chỉ có một cái main activity đúng không? Có một cái file layout XML và một cái file Java như thế này. Giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái sub activity. Đặt tên là sub activity ha, và cái file XML thế là activity sub ha, XML. Thì để thêm được thì chúng ta thêm được một cái activity mới á, và vừa có layout vừa có Java luôn. Thì chúng ta làm như sau. Giờ chúng ta phải chụp đây này, chúng ta chọn đây luôn á thì nó là sẽ file lẻ ha. Chọn đây thì layout sẽ là cái file lẻ, hoặc là phải chụp ở đây chọn cái file Java thì nó lại file lẻ. Còn nếu mà các bạn muốn mà có cả hai cái ha, thì hai cái là vừa có Java vừa có layout XML thì các bạn phải chụp đây này, new này, new cho tôi cái activity này. Chọn cho tôi cái empty activity này. Đây. Đó. Thì cái này nó sẽ ra giúp chúng ta có cả cái file XML và cái file Java luôn. Mình đặt tên cho nó thôi. Cái này thì main 1, main 2 thì mình không lại mình đặt sub thôi. Cái này ví dụ mà mình đang sub main mà. Đây là main này, đây là file Java đó. Thì main thì mình có sub. Còn cái layout thì nó là activity main thì nó sẽ là activity sub. Rồi cái cấu trúc này chúng ta để nguyên thôi. Rồi finish. Thì bây giờ nó sẽ có được hai cái hai file ha, file trên đây và file dưới đây. Rồi bắt đầu chúng ta lập trình này. Lập trình thì chúng ta cũng copy từ cái bên cái tại vì cái phần này chúng ta đã được học cái intern rồi, cho nên tôi sẽ không nói nhiều về cái intern nữa mà tôi sẽ copy paste nhanh hơn ha. Rồi quên cả. Nói thêm cho các bạn đó là khi các bạn new một cái layout này này, cái phần đăng ký đây này, trong cái Android Manifest cái config này nó sẽ hiện thêm cho chúng ta. Đó. Hiện thêm cho chúng ta được cái dòng code này. Mặc định dòng code này nó chỉ có đầu tiên chỉ có cái này thôi, là cái comment nó sẽ chạy đầu tiên. Và sau khi chúng ta thêm được một cái sub activity ấy, thì nó sẽ thêm được cái dòng này cho chúng ta. Nhưng mà cái để được mà có cái giao diện mà nó có cái layout mà nó có được cái nút back luôn á thì các bạn thêm cho tôi cái style này. Đó, đây này. Sub activity không? Nó thêm được cho tôi cái thực thêm cho tôi được cái sub cái active đây, cái thuộc tính cái này style cái xem á, thêm cái xem không đó, rồi enter xuống rồi nhìn dễ được đó. Thì cái xem vô thì cái xem này thì nó có cái nút back luôn ở trên cái layout luôn, cũng rất là hay. Đó, chúng ta làm như nó thôi ha, thêm cái này đây như thế này. Rồi xong cái config thì như vậy. Còn bây giờ code code sub thì chúng ta phải thiết kế thôi. Code main thì chúng ta cũng phải thiết kế. Code main chúng ta thêm gì đây? Code main thì không, giờ là cái sub cái main thì chúng ta đã có cái layout rồi. Sub thôi thì chúng ta copy bên đây qua. Sub đây, sub. Đây, copy ở chỗ A, ở chỗ C, nhưng mà nhớ là sửa lại cái này. Cái này sẽ là basic intern K20. Có tìm thấy hả? Sub activity hải5tech.com. Nó có nhận được rồi. .com đây. Rồi. Đó, nhận được ạ. Rồi ha, nó là cái thiết kế layout của thằng sụp. Đấy, cũng hai cái nút ha, nút back và nút show ra. Đấy. Xem review thử.
chủ yếu để chúng ta hiển thị dữ liệu thôi. Cái view để chúng ta show đi, show dữ liệu ra ngoài thôi, show cái kết quả, back thì chúng back lại thôi. Cái view là dùng để show dữ liệu ra ngoài, cái view show dữ liệu, show cái kết quả tính toán ra ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập trình ha, lập trình cái main này. Cái main này lúc đầu thì nó cái khúc này này nó đang xử lý trực tiếp đúng không? Xử lý trực tiếp. Thì coi như từ đây đến đây đi, từ đây đến đây. Mình chú thích cho chuyển sao sao chuyển à, coi như lúc này chỉ đi là mình sẽ chú thích nó, mình không in dữ liệu, không in dữ liệu trực tiếp nữa mà chúng ta sẽ gửi qua cái intern, dùng intern chúng ta gửi dữ liệu đi. Thì gửi dữ liệu đi bằng intern thì chúng ta sẽ phải thêm cho tôi những đoạn code như sau. Đầu tiên á là chúng ta sẽ phải khai báo ha, khai báo các cái thành phần. Đây. Đây mấy cái hàng số mà chúng ta sử dụng thôi. Sau đó tôi sửa lại. Khai báo ở trên đây ha. Đây, xuống đây đi. À, chúng ta khai báo các biến như là số A, số B rồi phép ha. Số A. Cái kiểu này cái này viết sao string ha. Số cái này là số A số B info thông tin chúng ta gửi đi ha, này là số A số B đi, số A key key value khi mà chúng ta gửi đi chúng ta phải có cái key, đây là tên của cái key ấy. Key value rồi ha, đây là chúng ta khai báo. Còn nếu không khai báo này thì chúng ta gắn cái key này đi trực tiếp luôn cũng được, tôi gửi dữ liệu đi phải có cái key giống như kiểu là mở cái từ khóa để chúng ta tìm nhận dạng được cái gói dữ liệu của chúng ta vậy đó. Rồi tiếp theo là chúng ta cái mấy cái phần này thì không có gì ha, phần trước là gì xử lý cái phần instant này này, nó instant này này copy instant qua, bắt buộc phải có instant ha, instant rất là quan trọng để gửi dữ liệu đi. Đây instant ở đây thì nó nằm nằm trong cái phần submit này, mình có để vậy luôn ha. Đó, nằm trong phần là để ngoài chai đi ha. Đó, khi mình dán vô ha, dán vô thì nó sẽ hỏi tại vì cái thư viện chúng ta chưa có nhưng nó hỏi ok rồi chúng ta nó tự động nó insert cái thư viện cho chúng ta trên đây. Đây intern đây mới thêm vô này. Rồi cái intern chúng ta đã có intern rồi. Đây này, intern thì cấu trúc nó là intern cả một cái đối tượng hay lớp intern ha, cả một đối tượng new intern chúng ta sẽ gửi từ cái class nào qua cái class nào, cũng cái từ activity nào qua activity nào á. Đây chúng ta từ main activity đây từ cái này sang cái này, nhớ đặt đúng tên nhé, tên class này tên tên file Java đó. Đây còn có hai cách, có hai cách gửi đi thì ta chọn cách thứ hai. Cách thứ hai đây, tôi copy cái cách thứ hai đây, tôi copy nguyên cái đồng code này để bắt đầu tôi sửa. Đây tôi gửi đi đi ha, gửi lại cách hai này cái bơ đồ đó, chúng ta muốn muốn gửi đi có hai cách gửi đi. Ta gửi đi bằng cách là chúng ta dùng SSH, chúng ta gửi thì gửi sẽ lẻ dữ liệu. Còn nếu mà gửi bơ đồ thì chúng ta đóng gói lại một cái kiện hàng tên là info, một cái key là info chúng ta gửi đi. Thì ở đây thì tôi cũng sửa lại như vậy ha. Tôi sẽ gửi số A số B đi đó. Đây đây là cái hướng dẫn chú thích này. Đây, cách chúng ta gửi là mà gửi dạng chuỗi này, gửi dữ liệu bằng kiểu dữ liệu là dạng integer này, gửi dữ liệu bằng một boolean này. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cái gửi dữ liệu đi là put, hai cái này là hai cái số trên số A số B là kiểu dữ liệu là integer đúng không, lên put string đó. Thì cái key này sẽ là số A đó, số A đây này, nó ra trên đây này, nó là cái này này, nó mới khai báo đây này. Khi khi dữ liệu của chúng ta cái key thì cái này chúng ta lấy là et số A ha, et số A đó. Số A ta làm cái và tương tự như vậy cho cái số B, số B cũng là boost, có lỗi gì đây, cái này hình như là nó báo là cái kiểu như vậy là string nó không cho gửi đi đúng không, cho nên cái này là mình phải integer chấm bảng integer
chấm path in đó. Ôi chết cha, nó lại xóa luôn này. Copy lại cho nó nhanh, tám cái là nó mất dữ liệu rồi. Xóa đi đi, xóa thì có được thôi đó. Thế nó báo là chúng ta gửi đi chứ phải cũng phải chuyển đổi kiểu dữ liệu. Và cái số B cũng tự vậy ha, copy qua cho nó nhanh. Mình gửi thêm ba, mình gửi ba cái à, số A số B mới gửi một cái phép. Giống như mình tính trực tiếp ạ, mình tính trực tiếp mình cũng phải có số A số B rồi mình mới phép toán là mình mới tính được. Thì mình gửi đi qua bên cái sub activity mình cũng phải gửi giống vậy để thì bên bên kia mình nó mới tính được. Cái này thì đây này, đây này mình không đặt tên cho nó thì mình ghi chữ info luôn, còn mình đặt tên thì ghi chữ info giống thế này. Đây là cái hằng số này, đây bớt cái static này. Đặt tên là cái key để chúng ta gửi đi, cái này tạm thời xóa đi, không cần đặt tên. Rồi ha, cái gói dữ liệu mà chúng ta gửi đi đóng gói là tên là info chúng ta đã gửi qua ha. Vậy xong rồi chúng ta muốn gửi đi được là chúng ta start activity intern cho nó mới đẩy đi được, nó đẩy qua bên kia, nó đẩy qua đó. Đó, bên bên chúng ta làm như đó thôi. Hồi xưa là chúng ta tính luôn tại đây, bây giờ chúng ta không tính nữa mà chúng ta sẽ đóng gói vào một cái, dùng cái bundle chúng ta đóng gói lại, sau đó chúng ta gửi qua thông qua intern, chúng ta gửi qua dùng qua start activity intern nó đẩy đi. Tất nhiên đây này, khai báo này rồi, đó là chúng ta gửi đi được rồi. À quên, xin lỗi, còn một cái phép à, quên mất shit nữa là thì quên một cái phép nữa à, phép ha, phép chứ không có gửi phép tính đi, sao mình biết mình tính được. Phép cái này ghi cho phép vô ha. Rồi gửi thêm một cái nữa, quên mất xin nữa là quên cái phép rồi. Cái phép thì chúng ta khai báo thêm á. Tất cả chúng ta đều đóng gói ở đây này. Dùng bundle chúng ta gói là cái bundle nó có mấy cái, bundle có ba cái, nó gửi luôn ba cái ha. Và tên cho nó là info này, nó gửi nguyên cục rau luôn. Cái này là cái này không cần convert string nhá, cái này nó là chuỗi sẵn rồi nên chúng ta không cần. Cái này đâu, cái này nằm trên này, cái số A số B nó là ok, cái phép toán nó là khi mà đây này, nó là cái phép đúng không, mình gửi cái phép thôi. Thì phép thì không cần ghét cái gì cả, tại vì cái phép này nó là cái toán tử mình ở cái biến chúng ta tính thôi, biến mà chúng ta gắn rồi cho nên nó có sẵn rồi đó. Biến là biến giá trị toàn cục rồi, nó nói chịu không. À, coi lại nào. À xin lỗi, cái phép này nó là kiểu string mà sao dám để string được, ngoài phải là string đây. Đấy, nó là cái chuỗi mà, nó là cái biến, nhưng mà cái biến này là cái kiểu dữ liệu, nó là cộng trừ nhân chia, nó là cái số, là cái chuỗi dữ liệu string mà, cho nên chúng ta phải là boost string. Đó. Đây này, cái phép này lấy đây này, đây này. Lấy cái này ra này, nó gửi đi cái này, nó gửi này đi. Sau khi người ta tính toán, người ta kích chọn thì cái phép này được thay đổi này, cái phép nó thay đổi ở dưới đây này. Cho nó lấy khi mà người ta kích xong rồi nó sẽ lưu trữ, nó là biến thành cục mà, nên chúng ta gửi đi được này. Vậy chúng ta gửi ba cái ha, hai cái là integer và một cái này là cái chuỗi. Thông qua cái đóng gói là cái bundle chúng ta đóng gói là tên là info ha, khi chúng ta là info chúng ta gửi đi. Ở qua bên đây chúng ta nhận thôi, nhận thì bên đây chúng ta nhận, chúng ta làm những gì để chúng ta nhận được. Và chúng ta copy code bên 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 sub ta xem thử chúng ta có cái gì. À, chúng ta muốn nhận được đó, thì chúng ta sẽ phải khai báo. Ở đây thì người ta cũng phải khai báo mà, khai báo mấy cái biến ở chỗ thôi. Ở đây nó có cái test view show, cái test view back là mình đã có như đây trong cái kia rồi ha. Và bây giờ mình sẽ khai báo cái này là số A, số B thì bây giờ mình sẽ hiển thị ra ha. Integer số A, số B, đó là mình phải lấy dữ liệu bên kia qua, nó gửi qua chứ hả? À, bên kia nó gửi cái gì qua thì bên em mình nhận cái đó. Integer phép, xin phép ba cái ha, ba cái rồi. Sau đó mình sẽ phải map đến các cái control trên form đây. Ok, mấy cái phần này là mình copy qua luôn này, tôi sẽ nói lại cái này.
Đây thì cái này là không nói gì nhá, đây là nó tham chiếu đến cái sụp layout, đến cái sụp nào để xử lý đâu. Đây này, tham chiếu control trên form này, tại vì mình trên cái sụp activity này nó có hai control này thì chúng ta phải tham chiếu đến hai control đó. Rồi còn cái sụp nó có cái thông tin là account info mà lúc ta demo ta chạy ra ta thấy đó, thì bây giờ mình ghi là cái gì đây, kết quả tính toán đi. Cái này là cái form mà chúng ta thêm sẵn rồi ha. Cái phần ba là cái code mà để hiển thị cái có nút bách á, nó có sẵn ở trong cái thêm mà chúng ta thêm, nhưng không quan tâm nhiều, như có bách thôi. Rồi cái intent quan trọng cái bài này, chúng ta sẽ phải lấy được cái intent bên kia gửi qua, thì chúng ta khai báo một cái intent ha, intent như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái bundle bên kia, nó gửi bằng cái bundle thì chúng ta sẽ phải gửi bằng lấy một cái bundle ha. Ở đây nó gửi bằng cách cách hai, mình gửi cách hai thì mình sẽ lấy cách hai, tôi sẽ lấy cách hai đây. Đây cách hai, rồi chúng ta sửa lại những gì chúng ta lấy nhá. Khi mà bên kia gửi bằng bundle, chúng ta lấy bằng bundle, ta new một cái bundle đúng không, tạo một đối tượng bundle bằng intent.get bundle extra đó. Sau đó là mình lấy cái key nào, bên kia chúng ta gửi qua đây bằng cái key là key info. Đây key info gửi đi bằng cái key info, thì chúng ta cũng lấy xuống bằng cái key info này. Chúng ta gọi info nó không hiểu ha, chúng ta phải gọi tên của cái class là main activity chấm cái info này thì nó mới chạy qua đây nó lấy được nha, chứ không là nó không chạy qua đây, nó chạy qua đây nó lấy cái này, chứ không là nó không không tìm thấy đâu. Thế nên bạn phải gọi là tên class rồi chấm info nó mới lấy được. Và mình biết điều kiện là nếu bundle khác các null thì mình sẽ lấy thôi. Này thì mình lấy đây nè, đây đây này, bên kia cái bài demo này là nhận là gửi gửi account với password, thì bên đây mình gửi số A với số B thôi, thì hai cái số này là integer thì mình đã khai báo đây này, số A số B đây này, thì mình lấy ai lấy xuống thôi. Số A bằng bundle chấm get integer, bên kia gửi bằng integer mà, integer đây này, đây này, đây đây đó, pushing put put in số A là cái này, thì bây giờ mình sẽ nhận giống như vậy, ngược nhận thì giống vậy. Nhưng mà cái này là mình cần khai báo cái tên cái số A ở đây này, đó là cái số A đây, đây này, đó, số A này cho mình gửi đi đây này, mình gửi đi bằng số A đây này, đó mình gửi key value số A đây, put in thì mình cũng get get in số A thì mình lấy được đây in số A, và tương tự số B cũng tương tự như vậy, và mình lấy đây số B và một cái phép nữa đó, mình đã nhận được là xong đó, nhận được. Bây giờ mình tính toán thôi, tính toán bây giờ mình tính bình thường giống như mình tính tiếp ạ. Cái này là khai báo một cái phép rồi đúng không, phép rồi này, phép thì nó là get string rồi, đây thì get là phép đó. Vậy chúng ta gửi cái gì đi, chúng ta gửi hai cái nha, ba cái nha, hai số và một cái phép. Đây, gửi đi bằng hai số và một cái phép, đây hai số một cái phép thông qua cái kiện hàng bundle tên là info, thì bên đây cũng vậy, mở cái kiện hàng bundle info ra và lấy các thành phần trong đó. Sau khi mình có rồi, có số A có số B rồi, phép rồi, bây giờ mình chỉ việc là gì, tính thôi. Tính thì bây giờ các bạn chỉ việc là mở lại cái đoạn code này này, đây này, đây này, đó, đoạn code lúc mà mình xử lý trực tiếp á, bây giờ mình copy cái đoạn code này được rồi đó, copy code đây này, qua bên cái phần này mình xử lý đó. Có bên đây thì nó sẽ phải thêm cho chúng ta kết quả đúng không, in ra ngoài đúng không, thì cái kết quả này á thì chúng ta sẽ phải khai báo thêm một cái biến ở trên đây, double ha, double flat được kết kết quả bên kia chưa, mình chưa nhau. Ok kết quả ok ha. Đây này, để decimal format này nó không có nên mình đã ăn tá enter, nhấn ăn tá enter để nó thêm cho mình cái thư viện. Nhưng mà khi mà nhấn thêm thư viện nó có hai cái thư viện này, nhớ là chọn thư viện java.test á, đừng chọn thư viện ở trên, khi mà ở trên nó bị lỗi á, ở dưới mới được đó. Ok này, nó thêm cho mình cái thư viện ở trên này, đó là chúng ta tính được cái số mà số lẻ một số đó là cái này, là test view kq cái thoát này, thoát chưa có luôn đúng không, thoát mình nhấn ăn tá enter tiếp activity.class. À, cái này là sub mà.
Ở cái này là sub thì tên nó là sub activity, chứ lại bị hiện ở trong sub này. Đổi tên lại. Rồi cái thoát này, thoát này là mình an dẫn tên thiếu cái thiếu thiếu thư viện. Import class này. Chỉ nó thêm cho mình cái thoát. Đó. Rồi test view kết quả. Test view kết quả thì chúng ta hiển thị, chúng ta có cái trong cái sụp chúng ta có những gì nào, sụp chúng ta có cái test view show này, mình gắn cái kết quả và test view show, thì mình thay vì mình không dùng test view kết quả nó mà dùng test view show, mình có test view show rồi mà. Bên này mình khai báo sẵn cái test view show rồi đó, test view show là kết quả của mình đó. Thì vì bên kia nó gắn trực tiếp luôn thì nó tính trực tiếp luôn, thì nó ra cái test view kết quả, còn bên đây thì nó gửi qua thì nó tính toán, nó có sẵn mình đã khai báo cái test view show rồi thì nó in ra ngoài thôi đó. Vậy coi như là xong rồi, tính thử giờ chạy thử coi nó chạy được chưa nhé. Có nghĩa là nó nâng cấp dần hơn, có nghĩa là chúng ta tôi chỉ có khóa lại cái phần xử lý trực tiếp đây, tôi thêm cái phần là thêm một intern này, khai báo ứng dụng intern gửi từ đâu, từ class nào sang class nào, và xử lý đúng cái phần này thôi, đúng như này thôi. Đây là cái code mẫu tôi gửi vô đây để các bạn biết cách chúng ta khai báo. Tôi gửi integer, hai cái integer và một cái chuỗi đóng gói vô một cái bundle tên là info, gửi đi qua bằng start activity, qua bên đây nó sẽ nhận được, khai báo một cái intern để nhận, để nhận ha, sau đó nhận ở đây bằng cách là intern get bundle extra, cái từ khóa đó, cái thùng cái bundle tên là info đó, và mình sẽ lấy các thành phần trong đó ra, trong cái bundle đó ra. Sau khi lấy xong rồi thì mình sẽ tính toán xử lý in dữ liệu, ở in dữ liệu ra cái sub activity này. Đây. Tại vì bên kia nó là test view kết quả, thì bên đây là test view show. Đây là test view show nó này. Rồi mình thử ra thử nghiệm coi có cái gì hay không nhé. Cái này là tôi cũng làm trực tiếp luôn đó, tôi chưa có dạy demo đâu, chưa có demo đâu. Nó quên sợ cái này này, cái bundle khác luôn, mình xử lý cái phép bên đây thì các cái phép tính này phải nằm trong cái này chứ, chứ nếu mà sợ cái phép này bên ngoài nó luôn luôn mới để chết cái này nhé. Số A số B này, một số 10 đi chia cho 3 chẳng hạn này, mình chia đi ha, rồi nhấn kết quả nó qua bên sụp này, mẫu 3.3 xong ha. Đó, ô sẽ làm lần đúng luôn ha, đây ghê quá ta, nó kết quả tính toán đây, cái tay thôi này, nhấn bách theo bách này cũng được, bách này cũng được. Ờ quên, lúc bách là chưa biết. Bách này là bách mình biết. Ờ cũng chưa biết luôn. Quên, ờ mình khai báo là mình chưa biết bách. Vậy là cái này là mình, nếu mà đồ khác luôn là mình xét cái này luôn đúng không? Thì nó luôn, nó là, à quên. Đúng rồi, được, tại vì đây là biến toàn cục mà. Cho nên nó đã cập nhật đây rồi thì nó tính luôn. Nhưng mà nếu mà mình, trường hợp mình sợ nó bị lỗi á. Cho nên chắc ăn thì các bạn sẽ phải nhét toàn bộ cái này này. Cắt cái toàn bộ cái này. Ném vào trong đây. Thì khi mà trường hợp là bên nó bị nôn thì nó không có bị lỗi. Đó. Nó bị null, nó không bị lỗi. Còn nếu mình để ở ngoài như vậy là mấy cái nào bị null thì cái giá trị này tính bị sai ngay. Thế nên mình đưa trong cái phần này, nếu mà đồ khác null có nghĩa là nó có dữ liệu thì bắt đầu tính toán. Còn trường hợp mà eo, mình có thể một eo này, cái là mình hiện ra là dữ liệu không hợp lệ gì đó. Đó. Viết cái eo luôn đi ha. Eo. Đó, tiếp một eo thì mình ghi là hiển thị cái này ra là test view show, set test là error hả, error lỗi. Và cái này cũng vậy, cái thoát này mình cũng làm thông báo lỗi luôn, lỗi mình nhập dữ liệu đầy đủ rồi không có lỗi đâu, nhưng mà mình mà không có nhập dữ liệu vô là bị lỗi đó. Như ok ha, nghĩa là chắc chó chắc ăn thôi, lúc ấy mình nhập rồi cho nên cái phần mà xử lý này là mình nằm ngoài if, nhưng mà nó có dữ liệu không sao, mà trường hợp mà nó bị null nữa thì khi mà phép toán này nó sẽ không có phép, cũng không có số a số b dẫn tính được, cho nên nó sẽ bị lỗi ngay. Cho nên tốt nhất là mình cứ đưa nó vào trong if này, nó ok rồi, dữ liệu ok rồi mình mới tính,
Còn nếu mà không ok thì mình sẽ hiện cái error ra ngoài. Rồi chúng ta tốt lại, chúng ta chạy lại cái này nha. Rồi chúng ta cố định, chúng ta không nhập coi. Không nhập coi nó như thế nào. Nó hiện lỗi không? Nó hiện lỗi là được. Đó. Nghĩa là đây là kết hợp với hai cái là tính toán bình thường ấy. Nhưng mà để dùng thêm cái instant, chúng ta đẩy cái dữ liệu qua. Và chúng ta có xử lý là bốn phép toán. 10 này. Ở bên không 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 nhập chứ, không nhập cái nhập nó làm chi nữa. À, không nhập cái này nó báo lỗi từ bên đây luôn này. Nó kêu qua luôn à. À hình như bên này chạy cái nó chạy sao ạ? Men à không nhập thì bên đây nó đã chặn từ bên đây rồi. Không nhập thì nó cái bên men nó đã chặn rồi. Nó không có đẩy đi nữa. Nó chặn từ đây rồi. Còn nếu mà mình nhập vô này, nhưng mà vậy là tốt quá rồi, không có lo. Đó, để qua đây. Rồi, thì yên tâm rồi ha, sẽ làm cho cẩn thận thôi chứ còn cũng yên tâm rồi. Thì nếu vậy nó bắt tốt rồi thì mình có thể bỏ này đi cũng được. Tại vì bên 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 men nó đã bắt được rồi thì thôi. Còn nếu thích thì để lại. Rồi còn cái phần mà instant ở dưới này nó còn có thêm là cái phần là nút back á, thì mình chúng ta nhấn nút back á, đây là đây back này, chúng ta mình gõ luôn ha, gõ luôn đi, ta chưa biết xử lý cho cái nút back này vẫn nằm trong cái phần on screen nhé. Đây này, on screen này, coi chúng ta chú ý là khi mình ta viết code nhiều, chúng ta coi cái dấu chấm này nó nằm đây, dấu chấm này nó khóa thể đóng vào đâu, thể đóng đây, chúng ta viết thì viết trong nó ha, biết bên trong nó còn nhiều biết lộn. Đây là cái class này, đây là thể đóng của cái on screen này, có biết cái xử lý đó là biết nằm trong on screen này đó. Còn cái này là if 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 này thôi, if bundle này, if bundle rồi ha. Mình viết cái này là bt byte chấm set on click, cái này mình chưa viết code mà new on click rồi đó, thì cái back này ấy, cái code của nó là on on back break đây này, on back break ha, copy qua thế như đây, thì khi đó chúng ta sẽ nhấn được, nhấn nút back được đó, để thử này. Cái button back ở trên trên cái layout sụp á, mình lúc nãy chúng ta kích vô nó không có tác dụng gì hết á. Tại trên layout sụp chúng ta có hai control, đó là test view show và button back. Còn 23 rồi cộng đó back này, nhấn nhấn này, đó nó qua mình nó về lại ha. Rồi còn cái còn một cái nút back ở trên nữa, còn nút back ở trên cùng nữa này, có thể trên cùng kia này nhé, mấy trên cùng này mình chưa xử lý, kích nó chưa có tác dụng gì hết, thì chúng ta xử lý luôn ha. Cái nút back trên cùng đó thì chúng ta xử lý là nó nằm ở bên bên ngoài của cái on query đó, đây là query này, on query đây, thu nhỏ lại đây, thấy không, các bạn chú ý cái dấu cộng chưa ra không gành, ta copy này rồi chúng ta phải copy cái đoạn code này đó. Dán qua bên đây để muốn cho ăn, các bạn có thể là thu nhỏ lại, thu ngắn lại như này để chúng ta biết bên ngoài nó thì nó không bị nhầm, nó theo cái menu đó, ok thì nó xử lý cái menu đó. Đó thì không cho biết này nó không bị nhầm nha, còn nếu mà chúng ta để không không có gọi lại, chúng ta thêm code vô nó bị nhầm. Còn cái xử lý các cái button chúng ta xử lý này thì vẫn nằm trong on free hết, giống như void main vậy đó, khởi đạo. Còn cái này chúng ta xử lý thêm cái nút nhấn đây, tốt lại nhấn cái button á, cái mũi tên mà cứ đi ngược á, ok đó. Nhấn nha, đó trở lại chứ có kết quả. Thì cái bài này là xong hoàn thành rồi đó. Nghĩa là chúng ta kết hợp hai bài, đó là cái bài Basic Math K20
với cái bác sĩ intern phiên bản trước, rồi ta kết hợp lại. Chúng ta thay vì chúng ta tính toán trực tiếp trên cái activity main đó, thì giờ chúng ta sẽ gửi dữ liệu qua cái sub activity chúng ta tính toán. Được chưa? Cho nên cái bài này thì chúng ta phải xem thêm đây, clip clip này tôi làm thêm. Cho nên các bạn muốn muốn hiểu kỹ hơn thì chúng ta phải mở lại cái clip số 3, cái bài mà buổi số 3 chúng ta tìm hiểu về intern đó, chúng ta làm quen với intern đó. Chúng ta rành ok cái intern rồi. Còn cái buổi 1, buổi 2 chúng ta phải rành các cái phép toán tính toán rồi, các cái control trên form chúng ta truyền dữ liệu như thế nào rồi. Sau đó chúng ta chỉ cần kết hợp thôi, kết hợp hai cái bài lại với nhau là chúng ta sẽ tính được cái nhận gửi được dữ liệu từ cái form main qua form sub thông qua cái intern. Mà trong trường hợp này chúng ta dùng cách hai là chúng ta gửi dữ liệu bằng bằng bundle, được chưa? Dữ liệu bằng bundle đó. Đây là cái tôi view lại cái code cho các bạn xem không đó. Đây là cái sub activity, cái main activity chứ không thay đổi ha, cái main activity chúng ta không thay đổi gì cả. Sub activity thì chúng ta có hai cái control, đó là test view show để hiển thị dữ liệu ra ngoài, còn cái button back là để mà đi ngược lại, back là giống đóng lại và đi trở lại về cái form đầu tiên đó. Còn cái sub activity đây, cái về code đây, code thì chúng ta đây, code lúc đầu thì chúng ta có cái phần xử lý này thì tôi đã chú thích lại rồi. Bây giờ chúng ta thêm ha, có thêm cái phần trên đây đó, thêm đúng cái phần này, đúng cái phần đang nhìn thấy này, thêm cái intern, rồi thêm các cái bundle và gửi dữ liệu đi trong gói qua bên đồ và qua cái được và cái phương thức là start activity intern. Tất nhiên ở trên cùng đây thì các bạn cũng phải thêm cho tôi cái khai báo, khai báo một xíu thôi, xíu xíu đó là cái này để chúng ta dùng dùng lại rồi qua cái phần sub activity á thì chúng ta chú ý là mấy cái phần khai báo ở đây, khai báo mấy cần trôi như này chúng ta quen rồi, cái này không có gì hết ha. Cái này chúng ta giống như chúng ta tính toán ở trên trên form trực tiếp, chúng ta phải khai báo này, và mấy cái này là mấy cái cần trôi chúng ta dùng trên form bình thường thôi. Rồi chúng ta cũng tham chiếu đến rồi, cái này là chúng ta xử lý ở cái phần header, cái phần mà title của cái sổ. Rồi chúng ta cũng nhận dữ liệu, chúng ta dùng intern mà nó phải khai báo intern chúng ta dùng, và bên kia người ta gửi cái cách hai thì mình cũng nhận một cách hai. Đó. Bên kia gửi cái dữ liệu tên là info thì mình lấy dữ liệu info ra. Ở trong info nó có ba cái thành phần, đó là số A, số B và phép. Đó. Sau khi có được số A, số B và phép rồi thì ta tính toán này, thì cái code này tôi để copy toàn bộ cái code này, tôi copy lại từ cái bên cái main bên trước thôi. Qua đây tôi không sửa gì cả. Đó. Như vậy chỉ sửa lại sửa cái thay vì test view kết quả thì hiện đổi thành cái test view show để ra ngoài. Còn vì thay vì cái thoát bên kia là thoát ở trong main thì bây giờ tôi thoát trong sụp thôi. Còn cái phần mà eo này thì thêm cho vui thôi, thực tế mà bên kia nó đã bắt rồi, cái phần comment bên kia đã dùng chai két nó bắt rồi, cho nên cái phần này mình thêm thì cũng chẳng sao, không thêm cũng vấn đề gì vẫn dễ được. Còn cái button back này để mà chúng ta đóng cái form lại mà trở về cái form cái main trước á, đóng cái sụp activity lại để nó trở về cái main activity trước đó, hoặc là chúng ta nhấn ở trên cái button mũi tên đi ngược lại ở trên cái title ở trên, cái menu ở trên cùng thì nó cũng cũng trở về phía trước. Chúng chú ý này, chúng ta thêm vô thì chúng ta phải chú ý là thêm cái này này là nó nằm giống như thế này, nằm ngoài on grid, ngoài on grid, và các cái button xử lý này thì nằm trong on grid nhưng mà còn cái phần đó phải ngoài, giống như cái bài basic mát á, nó cũng thêm cái phần mà xử lý cái basic mát nó xử lý cái bóp đi boy on click này thì cũng nằm ngoài on clear nha, có gì bạn nhầm nhé, ta đừng nhầm. Đó, đây đó, bây giờ xử lý này này, để chúng ta xử lý cái dit á, dit này thì nó thêm cho chúng ta cái element cái này, thì các bạn phải chú ý là nó thêm cho chúng ta cái đó thì nó thêm được dòng này, thêm cái này, và cái này nó nằm trong ngoài cái on clear, cái hàm khởi tạo on clear là khởi tạo. Như vậy đó. Mấy bài này hoàn thành nhá, bài này xong á. Cái bài này là tôi làm trực tiếp luôn á, chứ cái bài này nó chưa có demo ha. Này tôi làm luôn á, tôi mới có ý tưởng ra rồi tôi làm luôn á, cho nên nó chưa có gì, chưa có demo đâu. Rồi xong ha. Các bạn có thể tham khảo thêm ha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một cái clip khác.